Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Bình, hợp tác xã thôn Xa, xã Quyền Bủ. Lớn lên tôi cũng được đi tham gia nghĩa vụ dân quân hồi lúc chiến tranh chống chống Mỹ và chống bên dưới. Sau hòa bình lập lại thì chúng tôi quay về, cũng ở trong làng này làm việc, làm nhà nông ở nông thôn, là làm ruộng vườn, nương vườn, nương nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trâu, lợn thôi. Ai là chúa tộc phăng nằm kim tiên thân rìm năm phê tư bích năm. My name is Tien. I am 41 years old. Before I am farmer, I am village leader. Now I have a homestay and motorbike tour guide. It did come to in my village. Now it changed everything, and my family, we meet the many get coming. It have bring more income. It did help me to learn English and to improve my skill. I building in more in a homestay and a bungalow, keep for the guest coming. Dặm tàng lửa xôi thượng xuống đó cá bừa nà nằm các thuộc lùng mà đuổi phần danh. Get coming and volunteer teaching English for me, maybe English, my English very good. My birthday is the so you have the ad. Từ khi công ty viết đề đi lên đây, chúng tôi cũng học được nhiều kỹ năng lớp và các bồi dưỡng những lớp tiếng Anh, nấu nướng, nấu ăn các cho khách, và lại giúp đỡ tôi làm cái nhà homestay này. Xong là tôi cũng được mở cái nhà homestay từ đó. Bây giờ tôi cũng cái công ty giết đi này đưa khách lên cho tôi đón khách, là tôi sẽ được tăng thu nhập hàng ngày. Thế bây giờ công ty sẽ giúp đỡ làm cái sản phẩm, những các món sản, các sản phẩm từ ngày xưa chúng tôi làm, là chúng tôi để bán cho du khách, để tôi sẽ thu nhập thêm nguồn thu nhập. Tông hắn nằm bên sông lai lăng, nước bể còi quang đăng như thiên ơi. Yes. 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 Khen tân khuyến khai em đưa tan, mưa pan lầu ngọc hoa tiền vui.